Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Dragon City. Thì chuẩn bị nhận Heroic rồi các bạn ạ. High Score Dragon. Và chỗ mình đang mưa thì không biết chỗ các bạn có mưa hay không. Nếu các bạn cả thấy chỗ các bạn mưa thì các bạn hãy ấn like cho mình. Còn nếu chỗ các bạn gần tối rồi thì các bạn cũng ấn like cho mình để ủng hộ cho mình nha. Ok, thì chỉ còn cỡ 10 phút nữa thôi là 7 phút nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu nhận con Heroic các bạn ạ. Vì thế mà bây giờ mình đã lên chờ sẵn rồi đây. Bây giờ chúng ta cùng chờ một chút nữa để lấy con Heroic nhé. Để mình review cho các bạn xem nó như thế nào. Mình cũng rất là nóng lòng để chờ đợi lấy cái con Heroic này rồi đấy. Mình đã có 2 triệu mốt trái cây này. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi làm một vài cái công việc lặt vặt trước khi mà chúng ta lấy con Heroic các bạn ạ. Mình cũng đang rất là hóng đây. Mình hãy lấy con Heroic rồi mình sẽ úp cái clip. À mình sẽ review, mình úp cái clip này lên luôn cho các bạn xem nhé. Nãy giờ mình cũng đang rất là nóng lòng chờ đợi con Heroic High Score xem như thế nào. Mình hy vọng là mình sẽ là người lấy đầu tiên. Mình sẽ úp cái clip về con Heroic này đầu tiên. Tất nhiên là các bạn biết rồi đấy, mình sẽ không tính mấy thằng hack. Bởi vì những cái thằng đấy chỉ làm cho cái game này trở thành cái game rác thôi. Và thực sự là cái game này sắp trở thành cái game rác rồi. Bởi vì có rất là nhiều người hack các bạn ạ. Và nếu như mà mình thấy cái tình trạng chúng nó hack nhiều quá chắc mình cũng sẽ bỏ cái game này. Bởi vì mình không thể nào mà chơi một cái game mà nó rác rưởi vãi trường. Nhà phát hành hãy làm cái gì đó đi để cho bọn hack nó bớt lộng hành đi. Chứ bây giờ chúng nó hack thoải mái quá khiến cho cái game này trở thành một cái game khá là rác các bạn ạ. Mình nói thật luôn đấy. Những game nào mà hack mà nhà phát hành không thể nào làm được cái gì thì người ta sẽ gọi là game rác. Thì thế mà nếu các bạn thấy mình bỏ game thì các bạn cũng hãy ủng hộ mình cái công việc bỏ game. Chứ các bạn đừng có kêu là anh ơi anh chơi tiếp đi. Bởi vì mình không thể nào chơi được các bạn ơi. Nếu mà có quá nhiều hack ở trong cái tựa game này thì chơi nó không công bằng. Và khi mà nó không công bằng ấy thì mình nghĩ là chúng ta nên tìm một cái game khác nó đỡ rác hơn để chúng ta chơi. Và yên tâm, Vũ Lít sẽ cố gắng kiếm một cái game mà nó hay ho cho các bạn chơi. Còn nếu các bạn mà vẫn muốn mình chơi game này thì mình không biết nói sao. Tuy nhiên là mình vẫn phải là cảm ơn mọi người. Bởi vì mọi người đã ủng hộ mình rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ đi tăng cấp cho rồng các bạn ơi. Đây, bây giờ mình đi tăng Elovert cho rồng. Để cho rồng nó tăng cấp lên. Đây, cái này, mỗi cái đảo cần phải có một con rồng level 4 các bạn ạ. Đây là con rồng level 4 thứ 3 của mình. Đây là con rồng level 4 thứ 3 của mình thì phải. Hay thứ 2 nhỉ, mình không rõ. Đợi mình ra, mình xem đã. Một con level 4 đây nè. Hình như mới có level 4 là mắt à. Con này level 5, hình như level 5 là mắt hay sao ấy. Vậy là mình đã có một con level 5, một con level 4 và một con level 3 các bạn ạ. Ok. Rồi chỗ mình tạnh mưa rồi. Chỗ ai mà không có mưa thì cũng ấn like cho mình nhé. Xin lỗi mọi người, mình đang háo hức chờ đợi các bạn ơi. Chỉ còn vài phút nữa thôi là cuộc đua Heroic sẽ kết thúc. Và chúng ta sẽ nhận cái con High Score Dragon. Bây giờ mình sẽ vào trong cái đảo. Trước tiên là mình sẽ vào trong cái đảo đã. Mình hơi phấn khích rồi đấy các bạn. Đầu tiên là mình sẽ vào trong cái đảo đã. Để mình vào cái đảo đảo đua rồng này. Để mình đánh nốt cái trận arena cuối cùng trước khi mà cuộc đua kết thúc. Đây, mình đã đứng thứ hai ở đây. Bạn Việt Nam này thì sao? Ok rồi, bạn đạt độ cũng đã đạt level, cũng đã đạt lát 15 rồi. Bạn Mỹ này cũng đạt, bạn Pháp này cũng đạt lát 15. Vậy là trong cuộc đua này là có tới tận 4 người nhận được hai con rồng Heroic. Tuyệt vời. Một cuộc đua gọi là mang đầy tính cạnh tranh cao. Ok, mình không biết nói gì. Catcoon Dragon này. Mình sẽ cho con Minecraft. Hiện tại là mấy con rồng của mình cho đi lấy kinh hết rồi. Cho nên là nó khá là yếu. Cho nên cái đội hình mà đi đánh đấu trường của mình nó hơi yếu á. Con Catcoon này. One hit. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ đi cho mấy con rồng đi lấy kinh về này. Mình đang ở hạng 2 rồi. Thì chúng ta chỉ cần đạt lắp 15 thôi, không cần nhiều đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy con rồng đi lấy kinh về thôi. Yes. Thì bởi vì tập trước có một vài bạn hỏi mình là sao anh không cho mấy con rồng của anh đi lấy kinh nhé. Vì thế mà hôm nay mình đã cho đi lấy kinh lại rồi. Bởi vì khi nào trước khi mình đi ngủ á thì mình mới cho mấy con rồng mình đi lấy kinh thôi. Bởi vì nó rất là mất thời gian đấy. Rất là mất thời gian. Trong lúc bình thường mình vẫn gọi là nhận mấy cái game này. Cho nên mình muốn là nó không bị quá đáng lắm. Nó không bị quá. Để mình xem cái dương level 5 chưa. Sắp lên level. Trời ơi chắc không đủ rồi. Mọi người ơi cố gắng làm đi nào. Các bạn nhìn này. Còn thiếu tới 4.000, 5.000 nữa cơ. Cố lên anh em ơi, 5.000 mỗi người 100 điểm.
mỗi người phải 200 điểm nữa, cố lên anh em trong bang ơi, cố lên để xem nếu lần này Dương được level 5 là tới tận 5 cái miếng Vulcan Dragon đó. Cố lên, mọi người đều đã đạt được đủ yêu cầu rồi, tuy nhiên là mình hy vọng là mọi người hãy cố gắng lên, hãy cố gắng vượt qua mình đi. No, cố lên mọi người ơi, tất cả mọi người trong bang cố lên. Mình sẽ chat này, anh đang quay clip đây, anh đang quay clip, mọi người cố gắng làm nên nào. Trời ơi, cố lên anh em ơi, này mọi người đang rất là cố gắng. Ui, ai cũng không nghĩ là không được rồi, cố lên mọi người ơi. Thì hôm nay mình sẽ vào mình tăng sao cho con kia để mình tăng thử xem thế nào. Đây cái con này này, thì nếu bây giờ mình tăng lên ấy thì nó sẽ được một sao. Hình như là wow, nhìn kinh nhở. Thì sau khi được một sao thì nó sẽ được tăng máu với cả là lên thêm level các bạn ạ. Có nghĩa là nó sẽ lên level 15. Ok. Bây giờ mình biết con Legend nó sẽ mạnh nhất ở đây rồi. Ủa, nó đang kiểu thu thập sức mạnh hắc ám các bạn ạ. Nhìn này, đây là những cái tinh linh đang bay bổng. Hay nhở. Cái con này này, để mình cho các bạn xem. Cái con này là cái con rồng dễ được nhất đây này. Con rồng Legend mà dễ được đây chính là con Border Dragon này. Các bạn cứ chờ đi, mình tin chắc là về sau mình sẽ sử dụng con này nhiều này. Con này về sau dễ được mảnh lắm các bạn, dễ ra mảnh vãi trưởng luôn đấy. Còn mấy con này là khó ra mảnh, mấy con này chỉ sưu tập cho đẹp thôi. Còn mấy con Heroic thì các bạn biết đấy, chúng ta sẽ không thể nào mà cho chúng nó lên cấp 70 được. Đây mình có một con một con tiền sử, con thú màu vịt thời tiền sử các bạn ạ. À, đây mình sẽ cho các bạn xem con thú màu vịt thời tiền sử của mình. Rồi, cuộc đua sắp kết thúc rồi nhé. Cuộc đua như kết thúc luôn đấy. Còn một phút nữa thôi là đóng cuộc đua rồi. Một phút là đóng cuộc đua rồi. Nhưng mà mình chưa quan trọng cái vấn đề đấy. Vấn đề bây giờ là mình sẽ luyện con thú màu vịt. Ừ, lúc nó bé nhìn nó cute vậy. Nó đang đập ruồi các bạn ạ. Lấy tay đập ruồi. Rồi cấp 3 xem nào nào. Cấp 4 chứ. Tiến hóa lần thứ nhất. Ôi nó to nhìn nó xấu quá. Nó to nhìn nó xấu quá các bạn. 6 và 7. Ok, càng to nhìn nó càng xấu các bạn ơi. Mình không thích con này cho, mình không thích con này cho lắm. Wow wow wow. Wow. Cái chiêu này chắc 1.900, 1.500 à. Chiêu này chắc là mình nghĩ cái chiêu này mình đoán pu. Cái chiêu đây là cái chiêu pu gì đó. Cái chiêu này mình chưa thử bao giờ nhá. Primiti Ram. Để mình thử xài cái chiêu này xem nào nào. Primiti Ram, mấy cái chiêu thuần khiết à, mấy cái chiêu gọi là của mấy con hệ tiền sử ấy, mình chưa thấy bao giờ đấy, cho nên là bây giờ mình sẽ thử sử dụng nó xem thế nào. Ok. Còn đây đâu à? Chắc là Tizard cơ. Mấy cái chiêu tiền sử mình chưa sử dụng ấy, hôm nay mình sẽ sử dụng qua để xem thế nào. Trong cái lúc mà chúng ta chờ đợi con rồng Huyên à nhầm Heroic thì mình sẽ thử cái chiêu của các con rồng thu màu vịt này xem thế nào nhá. Nó tít đâu ấy? Sao mình kéo mãi cho tới nó rồi? Mày ở đâu? Rồng tiên sứ thân yêu. Hình như mình kéo qua rồi sao ấy. À đây, nó tít dưới đít cơ các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đánh thử nhá. Mình hy vọng là sẽ không thua các bạn. Mà có hai con hết thì chắc khó thua lắm. Ui rồi, mới nói xong là có con hai Queen Dragon thế này. Ở đây nó con này nó có cả ba con rồng huyền thoại luôn. Thì giờ mình muốn thử cái chiêu này. Mình sẽ để một để đánh chậm chậm này để mình xem cái skill nó như thế nào. Ok. Ôi, cũng xấu lắm các bạn. Không đẹp. Ok, chết luôn. Đây, không sao. Mình đã có con rồng mạnh nhất mà đấy, bạn thấy chưa? Con rồng mạnh nhất mọi thế hệ rồng mà. Sợ quá gì. Mấy cái chiêu con kia nó không mạnh bằng chiêu con này đâu. Các bạn phải thấy là cái sức mạnh của con này nó đạt tới tầm vũ trụ rồi. Ê à, con 2 Star Dragon đó hả? One hit chết luôn. Quá mạnh. Mình muốn có con 2 Star các bạn ạ. Mình có con Star Dragon rồi. Chưa có Superstar. Mình chưa có Superstar Dragon. Để mình vào trong đây xem có bán con rồng gì mới không nhá. Rồi hết thời kỳ bán rồng. Rồi hết cuộc đua là hết thời kỳ bán rồng rồi các bạn ơi. Bắt đầu bây giờ là trò chơi đã bắt đầu trùng xuống rồi đấy. Cho đến cái cuộc đua tiếp theo thì nó đang bắt đầu trùng xuống rồi. Ở bên đây thì cũng không có gì mới này. Để mình xem con rồng tiếp theo là cần. Ôi cần nhiều nước mắt quá. Hiện tại mình đang rất là thiếu nước mắt đấy. Ba cái đảo này thì full rồi. Ok, khá là tuyệt vời. Mình sẽ cố gắng lấy con rồng mới nhất nhanh thôi. Bây giờ thì mình sẽ phải đi quay trở lại. À chắc là mình thoát ra thôi. Mình nghĩ là đến lúc mà chúng ta thoát ra rồi. Bây giờ mình thoát ra, mình vào lại là chắc là có con 2 Score Dragon rồi các bạn.
nó có cái event mới. À, xem event để nhận con rồng mới. Vậy là có event mới rồi các bạn. Mình sẽ thoát ra nhá. Nó mất cái đảo kia rồi. Chỗ mình lại mưa rồi. Cứ mưa xong lại tạnh, xong lại mưa xong lại tạnh. Các bạn có thể nghe tiếng mưa đó, đang rơi ào 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 là tiếng mưa đấy, chứ không phải là tiếng mic nó bị rè đâu. Tiếng mưa rơi lốp chớp đấy các bạn. Ok, mình đã thoát ra. Bây giờ mình vào lại và chúng ta sẽ review hai Dragon. Ok các bạn ơi, mình sẽ đặt tên con rồng này là Vũ Lít nhá. Vũ Lít đẹp dai. Bạn nào có con rồng này mà là fan hâm mộ của mình thì cũng có thể đặt tên là Vũ Lít đẹp dai. Ok, hy vọng là các bạn sẽ thích con rồng này. Mà mình thấy con rồng này nó đang tạo mẫu giống kiểu là Faker các bạn ạ. Mà không quan trọng. Quan trọng bây giờ là chúng ta đã có được con hai Score Dragon và review nó. Ôi, đang có cái event mới đây các bạn. Hai con rồng này 585 game. Sao hai con rồng này bán đắt thế nhỉ? Quà đâu? Cái thứ mà mình muốn hỏi là quà đâu? Đây, quà đây. Bây giờ mình sẽ vào đây để nhận hay sao ạ? Ok, mình đã đạt mức độ thứ hai của cuộc đua. Đây là phần thưởng của mình. Đây là một con rồng. Không biết con rồng này là rồng gì hết. Khá xấu. Con rồng thứ hai. Con rồng này đẹp này. Wow, kiểu khủng long đấy các bạn. Con rồng thứ ba. Băng giá. Và hai score đâu. Lần trước không thế đấy các bạn. Cuộc đua lần trước nó không thế đấy. Nhưng mà các bạn yên tâm đi. Là bây giờ mình sẽ phải thoát lại thêm lần nữa. Sau đó mình vào thì nó mới cho mình con hai score. Lần trước cũng thế. Dành cho những bạn nào mà chưa xem cái cuộc đua lần trước ấy, là mình phải thoát đi vào lại 2-3 lần thì nó mới cho mình con hai score. Nó đều đến cái mức độ đấy cơ. Vì thế các bạn vui lòng chọn đây rồi. Nó đã cập nhật cái hình nền của cái sự kiện mới rồi. Và mình nghe nói là cái sự kiện này là một cái sự kiện cực kỳ khó chịu các bạn ạ. Sự kiện này là sự kiện Pharaoh. Ôi dồi ôi, mình ghét cái sự kiện này lắm. Các bạn biết cái sự kiện thành phố không? Nếu như bạn nào mà biết cái sự kiện thành phố ấy, thì cái sự kiện này nó tương tự như cái sự kiện đấy. Theo như là những cái nguồn tin ở trên cái group, cái nhóm của mình nhé. Cái nhóm đại gia đình gà sinh tồn ở trên Facebook của mình nhé. Đấy, bạn nào có tham gia cái nhóm đấy thì sẽ biết là cái đợt event này là cái ok. Rồi, mình đã có con hai score này. Rồi, cái này nó giống như kiểu sự kiện Vũ Lít. Nó con này nó lấy ý tưởng từ SKTT1 Faker mình chắc luôn. Nhưng mà cũng không quan tâm lắm. Đây các bạn nhìn này, giống cái sự kiện thành phố ấy, mấy con rồng nó bị nhốt đấy. Đó. Ok, mình sẽ tham gia sự kiện luôn. Yes. Ok. Nào. Yes. Đây là mấy cái bước này thì chắc ai cũng biết hết rồi, mấy cái này, nhưng mà thực sự là mình không thích cái này một chút nào luôn. Không thích một chút nào luôn, thề luôn đấy. Nhưng mà bây giờ ấy, là mình đã có một cái phương pháp chơi mới rồi. Đó chính là chúng ta sẽ không lấy những con rồng mà nó xuất hiện. Có cả con rồng huyền thoại này. Ủa, mình nhớ con này là con Legend mà sao giờ nó xuống Epic rồi. Con trâu điên này hình như là Legend mà. Ui. Đây, mình sẽ cố gắng lấy con này nha các bạn. Mình sẽ cố gắng lấy con này. Ok. Cái sự kiện này chúng ta sẽ không nên bỏ để... Đây là con bộ cánh cứng các bạn ạ. Bộ hung các bạn ạ. Bộ hung hay bầu và tha cứt đấy. Không biết là các bạn có biết cái đấy không. Tuy nhiên là mấy con bộ hung nó hay tha cứt lắm. Ok. Ôi con rồng này cứ bắp. Mình không muốn lấy con rồng này. Sao hình như là cái sự kiện này nó dễ mở hơn mấy sự kiện khác hay sao ấy. Ok, tạm thời thì cứ như thế đã. Rồi, chúng ta có thể xem quảng cáo để lấy con rồng này. Con rồng này nhìn có vẻ là khá là hùng hầm hố đấy. Mình rất là mừng. Đấy, chắc chắn là bên sẽ có question này. Ủa, chưa có question mới à? Không sao, bây giờ mình sẽ up con High Score Dragon đã. Mình biết là có rất là nhiều bạn ngóng chờ con High Score rồi. Vì thế mà, rồi, đó, sử dụng. Đây là quả trứng của con High Score này. Bỏ qua mất 14 game. Terra and Electric and War. Mình sẽ bán một con rồng này đi nhá. Mình có quá nhiều con rồng chiến binh rồi. Mình chỉ bán mấy con rồng lặp đi thôi các bạn. Còn mấy con rồng mà nó không bị lặp ấy thì mình sẽ không bán đi. Bây giờ mình sẽ cho con High Score Dragon ra nhá. Đó, chúng ta sẽ cùng review con High Score Dragon để xem thế nào. Ủa vậy, con này nó ra trước cả cái con rồng kia luôn các bạn. Con này ra trước cả con rồng ba mắt luôn. Đây, giới thiệu các bạn, đây là con High Score. Mình sẽ đổi tên nó thành Vũ Lít.
đẹp dài. Những bạn nào là fan hâm mộ của mình thì có thể đổi tên y hệt như thế này, để nếu như mình đánh đấu trường hay đánh trong language mình gặp thì mình sẽ rất là vui. Thì cấp độ đầu nó mới chỉ có một cái điện thoại đấy các bạn. Ồ, nó biến cái điện thoại thành cái cúp các bạn ơi. Nè, đây là rất là nhiều những cái thứ mà luyện tập, luyện tập để trong tâm trí của con rồng này, nhưng mà nó không được thành công à? Nó đã đạt đến cảnh giới cuối cùng của một game thủ với những người khác, và nó biết mọi những cái đối thủ của họ, có thể hiểu thêm những thứ gì đó, và anh ta không bao giờ thua ở trong những cái trận đấu đấu trường ấy, những cái đấu trường Heroic Ray, what the fuck. Vậy là cái con này là chưa bao giờ thua ở trong những cuộc đua các bạn ạ. Nó giống mình đấy các bạn, mình chưa bao giờ thua trong những cuộc đua Heroic hết. Ok, lên cấp 10 nó mới tăng cấp một lần các bạn. Ê, đang có được phút 400% các bạn ơi. Quất một cái đã. Ok, cứ quất tạm một cái đã. Rồi, 400%. Con này có hệ chiến binh này. Vậy là mốt mình lên đấu trường chiến binh là mình có thể sử dụng con này với cả con sa tăng mặt quỷ. Ok các bạn. Wow, lớn nhìn nó bé hơn này. Ui, nó sút luôn cái điện thoại luôn các bạn. Cứ cho nó ăn no rừng mỡ đã. 12 này, 13 này, 14, 15, 16, 17. Mình thừa sức cho con này lên cấp 30. Theo các bạn là mình có lên luyện cái này lên cấp 30 không? Bởi vì con này chắc là cũng cần thiết ở những cái giai đoạn về sau ấy, cho nên chắc là mình sẽ cho lên 30 luôn. 25, 26, 27, 28. Ui, tốn thế. 29, và cho lên 31 được không? Cái gì đây? Update Dragon Root 2 in share the maximum level for all your dragon. Ủa, cái này là cái gì? Đây là cái gì đấy? Mình chưa thấy. À, mình hiểu rồi. Bây giờ mình cần phải có 8 con rồng cấp 30 thì mình có thể update cái, mình có thể cho rồng lên cấp 35 được các bạn ạ. Rồi, đã hiểu. Giờ mình cần phải luyện thêm mấy con rồng nữa lên cấp 30. Ok, từ từ mình sẽ xem qua con vũ lít đẹp dai này cái. Ủa, các bạn thấy sao? Thấy con này ok không? Đẹp không? Để xem skill nó nào. 1050 hết này. Tumbleweed. Cái gì? Hút. Tumbleweed là Electric Shock này, Grand Cloud và Storm. Sao mình sẽ đi luyện con này lên để mình thử xem cái chiêu mới nó là nào. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ba con hế án ngữ ở đây này. Con đầu tiên sẽ là con vũ lít đẹp dai này. Đây, và con thứ ba sẽ là con Minecraft. Đây là đội hình của mình các bạn, đội hình chiến đấu đặc sắc của mình. Ok, con này có thể đánh ở đấu trường chiến binh nên mình đã luyện nó lên cấp 30. Từ từ mình muốn xem thử cái skill Tumbleweed nó như nào, mình chưa sử dụng, mình chưa thấy bao giờ. Wow, cỏ các bạn ạ. cái đống cỏ được cái chứ nhở, quá đẹp phết đấy các bạn, nhìn này. Wow, quá đẹp. Tuyệt vời. Thằng này hack rồi. Thằng này Việt Nam. Thấy chưa? Mấy thằng Việt Nam toàn hack cho thấy. Ba con này chỉ có hack thôi. À, chơi hack kìa. Nỗi nhục nhã của người Việt Nam các bạn. Nỗi nhục nhã của người Việt Nam. À, nỗi nhục nhã của người Việt Nam các bạn ơi, mình phải khử nó. Nỗi nhục nhã của người Việt Nam này. Không ngờ chơi hack các bạn ơi. Quá nhục. Bạn nào mà chưa hack thì mình nghĩ là các bạn nên xóa game đi. Nhục không chỗ nào là nói. Hack này. Mày. Hack này. Quá hay, vũ lý đẹp dài, quá bản đạo. Được đấy nhờ. Các bạn thấy con này nào, chấm điểm gấp. Mình sẽ chấm điểm theo khung. Ủa sao giờ mình gặp toàn hết rồi chứ này. Chết đi. Con này có chiêu đất này. Chiêu đất đầu tiên là con khá là yếu các bạn nhá. Chiêu đầu tiên là rất là dễ bị khắc chế. Chiêu đất thì thường sẽ bị khắc chế bởi chiêu chiến binh này. Mà mình lên hệ chiến binh ấy thì kiểu gì chả có phải có hệ chiến binh đúng không? Thì kiểu gì cũng bị khắc chế hết. Thế mới khổ chứ. Con sa tăng mặt quỷ nó cũng không phải là chiêu phu đầu tiên. Hơi khó. Đây. Nó chiều bóng tối đầu tiên thì nó bị khắc bởi hệ ánh sáng. Ánh sáng với hệ gì nhỉ? Hệ đất luôn hay sao ấy? Ủa, vãi. Vậy lại con sa tăng mặt quỷ với con high score nó khác nhau các bạn ạ. Vãi trưởng. Ok, xong cái này rồi.
Tuyệt vời đấy nhở. Ơi, khá là hay đấy. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ ở đây nữa. Mình sắp tới con Loki Dragon rồi. Sắp tới nó bắt mình luyện cái con War Dragon luyện đấy. Thì mình vừa mới nói xong. Nó bắt mình, à đâu, chỉ cần có hệ chiến binh thôi. Đây, mình đang cần luyện vũ lý tẹp dài. Các bạn thấy là cái con rồng này đấy lấy từ cảm hứng từ SKT Team 1 chắc luôn. Mình không nói phét, bạn nào mà chơi Liên Minh thì sẽ biết. Còn bạn nào không chơi Liên Minh thì mình không biết nói sao để giải thích sao cho các bạn hiểu á. Mình sẽ cố gắng luyện con này nhanh chóng lên. Vậy là bây giờ mấy cái tháp kia nó bị mấy cái tháp lên cấp nó không cần thiết nữa rồi các bạn ạ. Bây giờ mấy cái tháp cần lên cấp nó không cần thiết nữa, thay vì đó là chúng ta cần phải luyện những con rồng khác lên cấp 30 để xong nhiệm vụ. Mình còn 4 triệu trái cây nữa. Ok, mình sẽ cho hai con rồng này ra. Ôi giời ơi, mình sẽ like lại. Không, mình không like hai con này. Mình sẽ like hai con này đi. Hy vọng là like một con huyền thoại. 43 tiếng. À, 43 tiếng chắc không chỉ ra epic thôi các bạn ạ. Ok, không sao. Mình nghĩ là không sao. Mình cho hai con này ra nhỉ. Gatikak Dragon. Ok. Ủa cái này ra mà nó không cộng điểm. Nó không cộng điểm mà cái kia ở trong đây à trời. Để mình xem nào. Mình nghĩ là cái này thu thập. Ồ, nãy giờ 550 điểm rồi đấy các bạn. Nè, có hatching nè. Ồ, đủ thứ hết. Mình sẽ đi chạy tiếp với con nào nào. Chạy tiếp với con này đi. Con này, mấy con rồng mới thì chúng ta sẽ ưu tiên nhé các bạn. Chúng ta sẽ ưu tiên chạy mấy con rồng mới để lấy thu thập mấy con rồng mới. Bởi mấy con rồng kia là mấy con rồng cũ rồi. Thôi thì chúng ta sẽ lấy mấy con rồng mới đi. Ok. Tiếp tục. Tiếp tục. Ok. À, hai Scott Dragon vũ lít đẹp dai. Quá là đẹp luôn. Mình khá là thích con rồng đấy đấy các bạn. Tiamat Dragon. Vì thế mình đã phăng cho phát lên cấp. Lên cấp 20 luôn. 100 điểm. Ok. Ôi mấy con rồng này nhìn hay quá ta. Hai con rồng này đều là. Đây là rồng Pharaon. Đây là vợ của Pharaon. Mình nghĩ là như vậy. Ok. Cố lên anh em trong bang hội của mình ơi. Tí mình sẽ ra mình xem quảng cáo để mình lấy con rồng này. Bởi vì kiểu gì ngày mai nó sẽ có cái question ở trong đây thôi. Các bạn yên tâm đi. Mai hoặc mốt thì nó sẽ có cái question trong đây thôi. Mà hình như cái event này hơi bị dài ngày rồi nha. Để mình vào xem nào. 14 ngày đấy. Là nửa tháng. Thì sau cái event này chắc là sẽ có thêm hai cái event nữa. Và sau cái hai cái event nữa thì chắc chắn là sẽ có thêm cuộc đua. Mình nghĩ là như vậy. Thường là như thế đấy các bạn. Ok. Có vẻ như là mọi thứ đang khá là suôn sẻ đối với mình rồi. Mình cũng sắp sửa lên được cái đấu trường tiếp theo rồi các bạn. Tuy nhiên là ở đây nó cấm Heroic chứ, cho nên là mình chưa được chơi. Rồi. Mình thấy các bạn thấy thế này là ok chưa? Rồi. Chắc là mình sẽ dừng cái tập này đây thôi. Để mình úp video lên cho kịp giờ. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.